Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: bức ảnh thời thực tập sinh của Jennie và Jisoo gây sốt trở lại. Lý do nào khiến cho Jennie và Erin có phong cách quảng cáo độc đáo và được nhiều thương hiệu Hàn Quốc săn đón? BTS tiếp tục khẳng định độ nổi tiếng khi nhận được lời mời xuất hiện trên kênh truyền hình của Anh. Mỹ nhân bị chê bất tài của Ice One gây sốt với loạt ảnh thần thái diễn viên. Mamamoo tung trailer comeback vào tháng 6, gián tiếp thông báo đã tái ký hợp đồng với RBW. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bức ảnh thời thực tập sinh của Jennie và Jisoo gây sốt trở lại. Mới đây trên mạng xã hội, cộng đồng fan K-pop chia sẻ bức ảnh cũ nhiều năm trước của Jennie và Jisoo. Hình ảnh của hai mảnh ghép Blackpink bất ngờ gây sốt điên đảo trở lại. Được biết đây là khoảnh khắc ghi lại khi mà Jennie và Jisoo còn là trainee của YG. So với thời điểm hiện tại khi gần 5 năm hoạt động, cặp idol này có thay đổi không ít về khoản thần thái. Song có thể thấy Jennie và Jisoo từ nhiều năm trước đã vô cùng xinh đẹp và tự tin. Trong một khoảnh khắc đọ sắc bên nhau, cả hai đều rất năng động và cá tính với trang phục đơn giản cùng kiểu tóc dài buộc cao. Dù trang điểm rất nhạt, hai chị cả của Blackpink vẫn nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút. Trên các diễn đàn mạng, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ lại bức ảnh này. Nhan sắc của Jennie và Jisoo nhận được cơn bão lời khen ngợi. Với video này, không khó hiểu khi mà hai cô nàng được chọn thành các mảnh ghép của nhóm nhạc nữ mang phong cách girl crush hot nhất hiện nay. Không chỉ có phong cách nổi trội, Jennie và Jisoo thời chưa debut cũng có quá khứ vô cùng dữ dội. Thời điểm còn là trainee, hai cô gái này đều gây chú ý trong cộng đồng fan K-pop với những hoạt động sôi nổi. Trước khi ra mắt với Hắc Hường, Jisoo từng được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo vì có thực hiện rất nhiều quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Cô nàng từng chụp hình, đóng quảng cáo cực tình tứ bên cạnh các thành viên của Icon. Thậm chí, nàng idol này còn gây chú ý khi thực hiện con phim với tài tử đình đám của màn ảnh Hàn Lee Min Ho. Jisoo còn thử sức ở vai trò diễn xuất khi làm cameo trong bộ phim The Producer bên cạnh các tiền bối như Dara của 21 hay Seungyoon của Winner. Ngoài ra, cô nàng còn khiến dân tình không thể rời mắt khi mà khoe visual đỉnh của chóp qua MV Spoiler và Happen Ending của Epic High hay là MV I'm Different của Hai Soo Hyun. Trong khi đó, Jennie cũng dữ dội không kém khi từng được xem là một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất của YG. Cô nàng sinh năm 96 vinh dự được thể hiện khả năng hát và rap trong một thước phim do YG giới thiệu. Chưa kể, Jennie còn may mắn thành nàng thơ của ông hoàng G-Dragon, không những đóng MV ZXX mà còn hát chung với thủ lĩnh của Big Bang trong ca khúc Black. Nhìn lại những bức ảnh cũ nhiều năm trước, có thể thấy Jennie và Jisoo từ lâu đã có nhan sắc và khí chất rất nổi trội. Không khó hiểu khi mà hiện tại họ đều là những thần tượng hàng đầu của K-pop thế hệ thứ 3. Lý do Jennie, Blackpink và Erin của Omaker có phong cách quảng cáo độc đáo và được nhiều thương hiệu Hàn Quốc săn đón. Các nhóm nhạc nữ K-pop Gen 3 đã mang đến rất nhiều bông hoa xinh đẹp và tỏa sáng trong làng quảng cáo của Hàn Quốc. Có rất nhiều người trong số họ nhờ vào visual và khí chất nổi bật của mình mà luôn được các thương hiệu trong nước săn đón. Điển hình gần đây nhất có Jennie, Blackpink và Erin của Omaker. Mới đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc đã có một bài so sánh thú vị về khí chất khi đóng quảng cáo của Jennie và Erin cùng với một sản phẩm, đó là rượu soju. Ở Hàn Quốc, chỉ có những nữ idol xu hướng và có độ nhận diện công chúng cao mới có thể được tin tưởng quảng cáo dòng sản phẩm quốc dân này. Do đó chúng ta đều có thể khẳng định Jennie và Erin rất được netizen Hàn yêu mến. Đặc biệt, netizen phát hiện ra rằng cả Jennie và Erin có thể mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho rượu soju nhờ vào chính khí chất đặc biệt của mình. Vậy thì phong cách quảng cáo của ai sẽ là gu của bạn? Jennie có thể biến soju thành rượu cao cấp xa xỉ. Jennie đang là người quảng cáo cho thương hiệu soju Chum Churum. Jennie vốn nổi tiếng là IT girl thế hệ mới của K-pop với khí chất sang xịn mịn, không lẫn vào đâu được. Vì vậy, ngay cả khi quảng cáo một loại rượu truyền thống của xứ sở kim chi, nữ idol vẫn mang đến cảm giác như mình đang cầm trên tay một ly rượu cao cấp. Erin có thể biến soju thành nước lọc tinh khiết. Erin đang là người quảng cáo thương hiệu soju Cham. Cũng từng có những nữ idol mang đến cảm giác thanh thuần cho những quảng cáo rượu soju, nhưng có lẽ Erin là điển hình nhất. Netizen ví von rằng vì ánh mắt và nụ cười thơ ngây, tươi sáng của nữ idol mà rượu soju cũng hóa thành nước khoáng tinh khiết.
Không thể nói rằng ai có phong cách quảng cáo tốt hơn ai vì điều đó nằm ở gu của khách hàng. Tuy nhiên, có một điều mà Knet phải gật gù công nhận, đó chính là họ có phong cách quảng cáo rất khác biệt và không bị hòa lẫn với bất kỳ ai. BTS tiếp tục khẳng định độ nổi tiếng khi nhận được lời mời xuất hiện trên kênh truyền hình của Anh. Mới đây, BTS chính thức xác nhận tham gia một show nổi tiếng của đài BBC One. Cụ thể, nhóm sẽ xuất hiện trên The One Show, một chương trình phát sóng vào 7 giờ tối hàng ngày với chủ đề thời sự và các khách mời. Và BTS sẽ là những khách mời của chương trình này. Được biết, BBC One là một trong những kênh truyền hình đầu tiên phát sóng tại Anh và trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc BTS tiếp tục có cơ hội thành khách mời cho một chương trình phát sóng trên kênh này tiếp tục khẳng định được độ nổi tiếng vô bờ bến của nhóm nhạc toàn cầu, đã vượt xa ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Được biết thì đây không phải lần đầu tiên nhóm nhạc nhà Big Hit xuất hiện trên BBC One. Trước đó, nhóm cũng có tham gia một số chương trình phát sóng trên kênh này. Mỹ nhân bị chê bất tài của Ice One gây sốt với loạt ảnh thần thái diễn viên. Sau khi Ice One tan rã vào tháng 4, các thành viên đều trở về với công ty quản lý, chuẩn bị cho những dự án cá nhân của mình. Mới đây, công ty SD Entertainment tung những bức ảnh profile mới của Kang Hee-won và ngay lập tức nhận được phản hồi cực tốt của người hâm mộ. Nữ idol xuất hiện với trang phục đen thanh lịch, kiểu tóc buộc cao, đơn giản nhưng toát lên thần thái sang trọng đậm chất diễn viên. Không còn những make-up look rực rỡ kiểu idol, Kang Hee-won thu hút người hâm mộ bằng đôi mắt to, sống mũi thanh tú và bờ môi mọng quyến rũ. Netizen nhận định với khuôn mặt đẹp xuất sắc thế này, Kang Hee-won nên chuyển sang hướng diễn xuất ngay lập tức. Nữ idol thậm chí còn được khen ngợi có rất nhiều nét giống mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn là Go So-young, vợ của tài tử Jang Dong-gun. Chỉ cần cải thiện biểu cảm và học diễn xuất, Kang Hee-won chắc chắn sẽ là một diễn viên tiềm năng của màn ảnh Hàn. Khi còn hoạt động chung với Ice One, Kang Hee-won thường bị ném đá là thành viên bất tài vì không đặc biệt ở khoản nào, ở vocal hay là vũ đạo đều không có. Trên sân khấu, cô nàng thường xuyên bị bắt gặp có biểu cảm cứng đơ, không cảm xúc trước ống kính. Nhiều người lo rằng sau khi rời Ice One, Kang Hee-won không phù hợp để debut nhóm nhạc nữ nào và không đủ tài năng để solo. Với loạt ảnh mới, nhiều người tin rằng công ty đang muốn hướng cô sang mảng diễn xuất, muốn Kang Hee-won debut làm diễn viên hơn là tiếp tục làm ca sĩ. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen Hàn cho rằng cô nàng rất đơ, không biết biểu cảm nên nếu vội vàng lấn sân sẽ thành thảm họa. Mamamoo tung trailer comeback vào tháng 6, gián tiếp thông báo đã tái ký hợp đồng với RBW. Mới đây, bốn cô nàng nhà RBW Entertainment gửi đến các fan đoạn trailer ngắn qua sản phẩm sắp ra mắt mang tên Where Are We. Đây là sản phẩm có sự góp mặt của cả bốn thành viên sau một thời gian dài các cô gái tập trung cho các mảng solo và đạt được nhiều thành tích nổi trội. Đoạn trailer ngắn được Mamamoo gửi đến mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người xem. Đầu trailer, các cô gái cùng nhau trò chuyện mang đến cảm giác vô cùng vui vẻ. Thế nhưng khi chuyển cảnh quay, các cô gái xuất hiện trong từng thế giới riêng biệt và dường như mỗi người đều chứa đựng một tâm tư riêng mà khó ai có thể giãi bày. Tựa đề bài hát mang tên Where Are We cũng phần nào thể hiện những suy tư của các cô gái giữa cuộc sống ồn ào. Ngoài ra, Where Are We sẽ được ra mắt vào tháng 6, tháng cuối cùng trong bản hợp đồng nghệ sĩ độc quyền của bốn cô gái nhà Mamamoo và công ty chủ quản. Trước đó chỉ mới có 3 cô gái tái ký hợp đồng với công ty, trong khi WeIn vẫn đang xem xét các điều khoản. Thế nên cùng với Where Are We, nhiều fan của Mamamoo tin rằng đây chính là lời hồi đáp tin tưởng nhất của 4 cô gái gửi đến các fan rằng tất cả sẽ cùng tiếp tục đồng hành trên con đường âm nhạc trong tương lai. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Knews 24h. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!